Cuộc đời tuổi Quý Mão sinh năm 1963, Quá Lâm Chi Mão, dù nghèo mạn kiếp cũng đổi đời đại gia, càng già càng giàu có. Diễn biến từ năm 62 tuổi đến năm 100 tuổi, cần chú ý 3 điều sau, ắt an nhàn hưởng phúc bên con cháu cả một đời. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đối với một người mọi thành tựu lớn trong đời đều do bản thân tạo nên, nhờ trí tuệ và cách sống. Năm tháng đã tô luyện cho người trở thành một con người thành thục, sau kỹ năng và có lẽ những thử thách đã chui dành cho họ sự can trường, không sợ hãi hay mê mờ. Mất phương hướng, giờ đây cuộc sống đã ổn định, không còn những lo toan về cơm áo gạo tiền nữa, nhưng vẫn còn đó những gánh nặng lo toan và sự lo toan lớn nhất là làm sao cho con cái đủ đầy. Chúng có thể bình an sống một cuộc đời không vất vả bon chen và khổ cực như cha mẹ chúng nữa. Vì vậy, dù đã sắp đến cái tuổi 62, nhiều người tuổi Quý Mão vẫn phải sống xông pha với đời để cọp nhặt kiếm tìm sự đủ đầy cho con cháu, hay đơn giản chỉ là để khỏa lấp sự cô quạnh trong tâm hồn đang ngày một già đi ấy. Vậy bản mệnh muốn biết cuộc đời từ nay tới cuối đời, tức là từ năm 62 tuổi đến 100 tuổi sẽ đi về đâu, thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi lá số tử vi dưới đây. Đặc trưng phân biệt theo can chi ngũ hành và phẩm chất tính cách. Tuổi Quý Mão nam mệnh có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng, cuộc sống vào thời kỳ trung vận thì được nhiều điều đều tốt đẹp, vào thời kỳ hậu vận thì cuộc sống đầy đủ và an nhàn sung sướng. Nói tóm lại, tuổi Quý Mão sẽ tạo được nhiều điều tốt đẹp và hy vọng thành công trong cuộc sống. Tử vi chọn đời tuổi Quý Mão 1963. Nam mạng sống trung bình, từ 75 đến 86 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu làm điều gian ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ, làm phúc đức thì sẽ gia tăng tuổi thọ. 1963 mệnh gì, ưu nhược điểm của nam mệnh tuổi Quý Mão 63 ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu theo thông tin dưới đây. Ưu điểm, theo tử vi chọn đời 12 con giáp tuổi Mão, sinh năm 1963, đa phần là người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao thấp, thích game mới, can đảm làm đúng, lục thân nông cạn, chỉ hiền lành trong công việc, dễ kiếm tiền, khó khăn để giữ tiền và đam mê. Nữ chính thông minh, vợ chồng hòa thuận, con cái thông minh, một cặp dễ nương tựa, người sinh vào mùa xuân và mùa hạ được hưởng cả phúc và trường thọ. Người sinh vào mùa thu và mùa đông không lo cơm ăn áo mặc, người sinh vào ban ngày sẽ được nai lưng xe cổ, người sinh vào ban đêm được không lo lắng. Nhược điểm, tuổi Quý Mão 1963 cũng không thích người khác nói nặng nói nhẹ hay bình phẩm về bản thân mình. Mà giả sử như có điều này xảy ra thì họ cũng chẳng hề quan tâm, đây chỉ là sự thể hiện bên ngoài cho người khác không thấy được tính cách xấu của mình. Nhưng nội tâm bên trong thì hoàn toàn trái ngược, có thể khiến cho bản thân họ bị xuống tinh thần và thất bại ngay sau đó. Một ai đó thể hiện sự chăm sóc và để ý tới người tuổi Quý Mão thì họ sẽ dễ tin và yêu thương hết mực, đây là một điểm yếu đặc trưng cần phải sửa. Vì đôi khi người ta tốt là có mục đích, ngược lại ai không thích họ thì người tuổi Mão sẽ không ưa ngay ra mặt. Tuổi Quý Mão có cuộc đời tốt đẹp, vấn đề về tình duyên, tài lộc, công danh và sự nghiệp đều tốt đẹp và có nhiều cơ hội để phát triển về nghề nghiệp. Thời kỳ tiền vận, trung vận và hậu vận đều có cuộc sống sung sướng, không có cực khổ, lo lắng. Tử vi chọn đời tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng cho hay, những người này có tuổi thọ trung bình, từ 68 đến 89 tuổi. Nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ, còn nếu ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. 1963 mệnh gì, ưu nhược điểm của nữ mệnh tuổi Quý Mão 1963 ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu theo thông tin dưới đây nhé. Ưu điểm, theo tử vi chọn đời 12 con giáp tuổi Mão sinh năm 1963, đa phần là người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao thấp, thích cái mới, can đảm làm đúng, lục thân nông cạn, chỉ hiền lành trong công việc, dễ kiếm tiền, khó khăn để giữ tiền và đam mê. Nữ chính thông minh, vợ chồng hòa thuận, con cái thông minh, một cặp dễ nương tựa, người sinh vào mùa xuân và mùa hạ được hưởng cả phúc và trường thọ. Người sinh vào mùa thu và mùa đông không lo cơm ăn áo mặc, người sinh vào ban ngày sẽ được nai lưng xe cổ, người sinh vào ban đêm được không lo lắng. Nhược điểm, tuổi Quý Mão 1963 cũng không thích người khác nói nặng nói nhẹ hay bình phẩm về bản thân mình, mà giả sử như có điều này xảy ra thì họ cũng chẳng hề quan tâm. Đây chỉ là sự thể hiện bên ngoài cho người khác không thấy được tính cách xấu của mình, nhưng nội tâm bên trong thì hoàn toàn trái ngược, có thể khiến cho bản thân họ bị xuống tinh thần và thất bại ngay sau đó. Một ai đó thể hiện sự chăm sóc và để ý tới người tuổi Quý Mão thì họ sẽ dễ tin và yêu thương hết mực. Đây là một điểm yếu đặc trưng cần phải sửa, vì đôi khi người ta tốt là có mục đích, ngược lại ai không thích họ thì người tuổi Mão sẽ không ưa ngay ra mặt.
Xét về khía cạnh sự nghiệp của tuổi Quý Mão 1963. Đối với nam mạng, tử vi chọn đời tuổi Quý Mão 1963 nam mạng cho biết người này là người gặp nhiều thăng trầm trong cuộc đời, của cải có lại hết. Tuổi trẻ nghèo khó nhưng sống rất trung hậu, là thành thạo biết nhiều nghề. Tuy nhiên, Quý Mão lại không kiên trì trong công việc, có đôi khi bỏ dở giữa chừng. Họ có năng khiếu về các môn khoa học tính toán, nên họ rất phù hợp với những nghề thiên về công việc chính trị, xã hội. Quý Mão nam có tính cách mềm mỏng, hòa nhã, lịch sự khéo léo, có tài được nhiều người tin tưởng. Gia đạo của nam giới tuổi Quý Mão có nhiều tốt đẹp, vào thời kỳ trung vận có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc, con đường công danh chỉ ở mức độ trung bình mà thôi. Đối với nữ mạng, tử vi chọn đời tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng cho hay, phần gia đạo có nhiều điều tốt đẹp, phần công danh được lên cao nhanh chóng và có nhiều điều tốt đẹp vào thời gian tiền vận và trung vận. Tuổi Quý Mão 1963 cũng có những thăng trầm trong cuộc đời, của cải có lại hết. Tuổi trẻ nghèo khó nhưng sống rất trung hậu, là thành thạo biết nhiều nghề. Tuy nhiên Quý Mão lại không kiên trì trong công việc, có đôi khi bỏ dở giữa chừng. Sự nghiệp sẽ được hoàn thành và có nhiều tốt đẹp trọn vẹn vào tuổi 34 trở đi. Tuổi Quý Mão suốt cuộc đời có nhiều may mắn không phải thiếu thốn về vấn đề tiền bạc. Về tài lộc chọn đời Quý Mão 1963. Họ không phải là người thiếu tiền, tuổi Mão có khả năng kiếm tiền, bạn cũng biết cách lập kế hoạch cho tương lai của mình, mèo sẽ rất chắc chắn về những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Quý Mão sẽ không chểnh mảng trong việc kiếm tiền, bạn coi việc kiếm tiền là một thú vui tích lũy tiền bạc ngày càng nhiều. Những người cầm tinh Quý Mão thường là những người giàu có, bởi tính cách mong ước sự an toàn và ổn định, nên bạn có xu hướng sống ổn định khi về già, có thể sống cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng về tiền. Các vấn đề về việc vay tiền nên được xử lý đúng đắn để tránh tranh chấp sau này và mất đi những người bạn quý giá của bạn. Sức khỏe chọn đời tuổi Quý Mão 1963. Với tất cả những rủi ro về áp lực công việc, tình cảm gia đạo, sức khỏe của tuổi Quý Mão khi trưởng thành không được tốt. Những áp lực trong cuộc sống có thể khiến bạn gặp phải một số bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày và gặp một số hậu quả nghiêm trọng. Ở độ tuổi này nên cẩn trọng khi đi xe, thắt đai an toàn, không đi một mình. Nếu mắc một số bệnh cũ thì nên tái khám thường xuyên tránh để bệnh nặng thêm sẽ khó qua khỏi. Về tình cảm gia đạo chọn đời Quý Mão 1963. Tử vi chọn đời tuổi Quý Mão, mặt tình cảm là người trung tình, cẩn thận, họ sẽ không yêu đương lung tung, cũng sẽ không tin vào những lời đường mật. Nếu đã xác định được đối tượng, họ sẽ dồn hết tâm trí theo đuổi người đó. Nam tuổi Quý Mão là những người đào hoa, đa tình, thời trẻ quan niệm về tình yêu của họ rất thoáng, thường có nhiều mối tình. Tuy nhiên, nếu có cô gái nào muốn dùng tình cảm ràng buộc họ, họ sẽ cao chạy xa bay như một ngọn gió. Sau khi trưởng thành, tính cách sẽ trở nên trầm ổn hơn. Phụ nữ tuổi Quý Mão rất lương thiện, trong sáng, nhưng lại vô cùng bình tĩnh lạnh lùng. Quan điểm của họ là yêu ra yêu, ghét ra ghét, nên tìm đối tượng kết hôn là người hiểu rõ tính cách đồng thời biết hóa giải những bất an trong lòng bạn. Sau khi kết hôn, đừng chỉ an phận là một người phụ nữ của gia đình, hãy tận dụng những thiên phú trời ban của bạn và tích cực bồi dưỡng tâm hồn, đầu tư cho sự nghiệp. Ngoài ra, họ còn là những người mẹ, người vợ tận tâm, sẵn sàng hy sinh cho gia đình. Trong tử vi, Quý Mão và Tuất tạo nên một góc lục hợp, do đó Tuất được gọi là lục hợp quý nhân của Quý Mão. Tuổi này nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con chó để xây dựng hôn nhân bền vững, tốt đẹp. Ngoài ra, người tuổi Quý Mão còn hợp với người tuổi Mùi và tuổi Hợi. Ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Quý Mão. Thưa quý vị, để Minh Đường tử vi tiết lộ cho quý cô bác một chút về tử vi của cô bác trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý cô bác trong năm 2024 là hung hay cát. Những người có ngày sinh từ 25 tháng 1 năm 1963 tới 12 tháng 2 năm 1964 dương lịch thuộc tuổi Quý Mão. Cầm tinh con mèo, thiên can quý, kết hợp với địa chi mão, mang ý nghĩa quá lâm chi miêu, mèo qua rừng. Tuổi 1963 mệnh kim, kim bạch kim, năm 2024 là năm giáp thìn, mệnh hỏa, thế nên theo thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh kim của tuổi, hỏa khắc kim, can quý bình hòa với can giáp, địa chi mão tương xung với thìn. Đối với nam mạng, trong năm 2024 này, tuổi Quý Mão sẽ có tình hình tài chính ổn định, nhưng cần lưu tâm về sức khỏe nhiều hơn so với năm cũ, sức khỏe sẽ cải thiện hơn.
Nếu bản mệnh sống tích cực, tạo niềm vui cho bản thân và gia đình, biết quý trọng sinh mệnh, bao dung cho người khác, thì bản mệnh sẽ nhận lại được những điều thiện lành. Vận trình tử vi của nam tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong năm Giáp Thìn, có cơ hội lẫn thử thách. Điều này nhắc nhở bản mệnh làm gì? Cũng cần phải hướng thiện tu tâm, chủ động giúp đỡ những người xung quanh, ngày ngày chăm chỉ gieo duyên lành, thì cả năm sẽ gặt được may mắn. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam mạng tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, đã ở độ tuổi nghỉ hưu, chuyển từ công việc ngoài xã hội về với vai trò chính công việc trong gia đình. Là người sống khôn ngoan, đức độ, luôn nghĩ và làm nhiều hơn cho con cháu, nên nam mạng tuổi Quý Mão cũng truyền đạt được nhiều trí tuệ, đạo đức, giúp thế hệ sau phát triển hơn. Đôi lúc những công việc trong gia đình sẽ khiến nam tuổi Quý Mão cảm thấy có nhiều bận rộn, không có thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên, chỉ cần giữ được thái độ điềm tĩnh và suy nghĩ thuận theo tự nhiên và thân tâm chủ mệnh sẽ được bình an. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Quý Mão được đánh giá là ổn định, có cơ hội gia tăng thu nhập nhờ quý nhân giúp đỡ. Những khoản đầu tư tiết kiệm hàng tháng cũng đều đặn sinh lời, giúp người này được thảnh thơi khi tiêu dùng hàng ngày mà không cần phải lo toan nhiều. Ở độ tuổi 62, nam tuổi Quý Mão luôn phải giữ nguồn tài chính của mình ở vòng an toàn, chủ đầu tư ở những lĩnh vực bản thân có kiến thức. Nếu biết quản lý tiền bạc cẩn thận, lấy cần kiệm làm gốc rễ, thì tài chính sẽ luôn dư giả. Năm này, mệnh chủ hãy chi tiêu cho sức khỏe của bản thân mình một cách xứng đáng. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Quý Mão sẽ đón tin vui thêm người, thêm của, để gia đình luôn vui vẻ, bản mệnh nên bao dung, nâng đỡ và chia sẻ nhiều hơn với con cái và người thân bên mình. Và những dịp gia đình sum họp, mọi người cùng quay quần bên mâm cơm, hỏi han trò chuyện với nhau, thêm những cử chỉ động viên, bớt đi lời trách móc giận hờn, thì chắc chắn rằng tình cảm giữa các thành viên thêm yêu thương, gắn kết. Dù là năm 2024 hay những năm sau này, hãy luôn chú tâm về gia đình mình, dù có những mâu thuẫn xảy ra. Nhưng chỉ cần bản mệnh chủ biết bài trừ tâm nóng giận, nói năng cẩn trọng và biết cách bình tĩnh lắng nghe, thì mọi việc sẽ được giải quyết. Bước sang tuổi 62, có thể cơ thể của nam mệnh tuổi Quý Mão sẽ có thể xuất hiện một số dấu hiệu suy nhược, xương khớp đau nhức. Vì thế mệnh chủ nên xây dựng cho mình một chế độ ăn uống, sinh hoạt và rèn luyện thể lực hàng ngày để khí huyết lưu thông tốt, sức đề kháng cũng theo đó mà tăng lên. Ăn đủ dinh dưỡng, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, vận động đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý sẽ là bí quyết sống khỏe cho nam tuổi Quý Mão. Trong năm 2024, hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe ngay ở thời điểm hiện tại và kiên trì mỗi ngày, bản mệnh chủ sẽ nhận thấy được những dấu hiệu cải thiện rất tích cực. Riêng với nữ mạng, dự đoán trong năm này, nữ Quý Mão sẽ gặp nhiều thuận lợi và cả những thách thức, làm việc gì cũng cẩn thận suy xét, ngay thẳng chính trực thì sẽ có quý nhân giúp đỡ giải quyết mọi vấn đề. Công việc năm nay duy trì ở mức ổn định, nhẹ nhàng, vận trình tử vi của tuổi Quý Mão trong năm 2024 thiên về sự bình an, thong dong tự tại, không bon chen với đời. Mệnh chủ quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần, tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm Phật, đó cũng là niềm vui của tuổi già, của tuổi Quý Mão nữ mạng. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Mão chủ yếu quay về thực tại, với hiện vai trò trong gia đình, tự tâm bản mệnh có trách nhiệm, trong mọi công việc, hoạt động cộng đồng nhiều hơn, khởi duyên tạo phúc để giúp mọi thứ xung quanh tốt đẹp lên. Ở độ tuổi này, công việc không còn là mối bận tâm đối với nữ Quý Mão nữa, nếu có tiếp tục làm việc, phải chăng cũng để tránh sự nhàm chán, rảnh rỗi, tâm thế làm việc túc tắc, nhẹ nhàng, không mưu toan nhiều, cũng giúp Quý Mão nữ mạng sống ung dung, thảnh thơi hơn. Trong năm này, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Quý Mão vẫn trên đà ổn định, mệnh chủ sớm đã có kế hoạch dự phòng, chuyện tiền bạc, quỹ lương hưu để tiết kiệm hàng tháng. Nhờ vậy mà khi về già, tài chính có phần vững vàng, không phải lo lắng nhiều khi vật chất đủ đầy. Lời khuyên cho bản mệnh là nên đầu tư cho việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong để luôn minh mẫn, sáng suốt. Trong chuyện tiền bạc, cũng nên thận trọng tránh cho người không tin tưởng vay mượn. Trong năm Giáp Thìn, gia đạo của nữ tuổi Quý Mão sẽ có một số vấn đề cần phải giải quyết để gia đình thêm yêu thương gắn kết. Mệnh chủ nên bao dung, chia sẻ vì mọi người và vì cái chung của gia đình, làm gương cho thế hệ sau thì gia đạo sẽ chuẩn đúng mực. Dù là năm Giáp Thìn hay sau này, hãy luôn dành tình yêu thương to lớn cho các thành viên trong gia đình, hạn chế sự trách móc, để tâm tính cao thượng hơn và may mắn sẽ đến. Dù có những việc trục trặc, nhưng khi đã điềm tĩnh, thông cảm cho người khác thì vạn sự sẽ như ý. Bước sang tuổi 62,
nên cơ thể của nữ quý Mão có thể gặp phải tình trạng lão hóa, mệt mỏi hoặc đau nhức xương khớp. Dù đây là dấu hiệu của tuổi tác thông thường, nhưng bản mệnh không nên chủ quan, cần dành cho chính mình nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn, tập thể dục với cường độ phù hợp, duy trì thói quen ăn uống đủ chất, ngủ đủ 8 tiếng, sẽ đem lại cho mệnh chủ sức khỏe tốt trong năm này và về lâu, về dài. Hãy nắm bắt đầu tư bằng cách lên kế hoạch cho lối sống lành mạnh khoa học. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Quý Mão 1963. 1. Chọn tuổi hợp với Quý Mão 1963. Tuổi hợp làm ăn với nam mạng, muốn mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi, luôn được thành công, thu về nhiều tài lộc thì Quý Mão nam mạng nên lựa chọn các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu để cộng tác, kết hợp làm ăn, vì những tuổi này rất hợp với Quý Mão nam mạng về đường tài lộc. Quý Mão nam mạng cần tránh kết duyên hay hùn hợp làm ăn với những tuổi xung khắc với mình, đó là Nhâm Tý và Canh Tý. Nếu kết hợp với hai tuổi này, mọi chuyện sẽ đổ vỡ, thua lỗ, thất bại hay phá sản, tình duyên giang dở, không được lâu bền. Gặp tuổi Đại Kỵ, mọi chuyện nên hết sức thận trọng và giản dị. Nếu đã chót lỡ yêu thương mới biết phạm tuổi Đại Kỵ, thì chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, chứ không nên cưới hỏi rầm rộ, sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình, thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn cho mỗi người hàng năm. Để giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương, quan trọng là phải ăn ở lương thiện, tích phúc tích đức, mọi chuyện xấu đều có thể hóa giải. Tuổi hợp làm ăn với nữ mạng. Quý Mão nữ mạng nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc. Để hợp tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, đó là các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Đinh Mùi. Nhâm Tý và Canh Tý là hai tuổi xung khắc với tuổi Quý Mão nữ mạng. Nếu kết hôn hay kết hợp chung trong công việc thì chỉ đem đến thất bại, thua lỗ hay giang dở trong hôn nhân. Gặp tuổi Đại Kỵ phải hết sức thận trọng trong mọi việc và đặc biệt phải giản dị hết mức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi biết phạm Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không nên tổ chức cưới hỏi rầm rộ, chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may được chung sống đến trọn đời. Nếu người thân trong gia đình là tuổi Đại Kỵ thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt xung kỵ và tránh được tai ương, quan trọng nhất là phải ăn ở lương thiện, tích nhiều phúc đức thì mọi tai họa đều có thể được hóa giải. 2. Màu sắc hợp mệnh với Quý Mão 1963. Các màu hợp với tuổi Quý Mão. Màu vàng, đó là màu sáng nhất mà mắt người có thể nhìn thấy. Màu vàng có ý nghĩa đại diện cho tuổi trẻ, niềm vui, ánh nắng mặt trời và những cảm giác hạnh phúc khác. Màu vàng thường được liên tưởng tới ánh sáng, nên nó cũng là màu của trí tuệ, sự thông thái, anh minh. Màu vàng thường mang lại cảm giác ấm áp, làm con người thấy thoải mái, hoạt động dưới nắng vàng làm tăng sự linh hoạt trí óc. Màu vàng có liên quan đến việc học, đó là một màu sắc cộng hưởng với bên trái hoặc logic của não, nơi nó kích thích tâm lý và nhận thức của chúng ta. Màu vàng tạo cảm hứng cho suy nghĩ và sự tò mò và nó sáng tạo từ quan điểm tinh thần, màu sắc mang đến những ý tưởng mới. Ở phương Đông, màu vàng là biểu tượng của hoàng gia, quý tộc, mang ý nghĩa danh dự và lòng trung thành. Màu nâu. Màu nâu là màu của sự bền vững và chắc chắn, ổn định, cấu trúc và hỗ trợ. Đồng thời nó cũng là màu sắc tượng trưng cho sự nam tính. Đó là một màu sắc toát lên sự thoải mái về thể chất, sự đơn giản và chất lượng. Từ góc độ tiêu cực, màu nâu cũng có thể trong những trường hợp nhất định mang lại ấn tượng về sự keo kiệt. Màu trắng. Màu trắng được coi là đại diện cho sự hoàn hảo, vì nó là màu sắc tinh khiết và hoàn thiện nhất. Đó là màu đại diện cho sự tươi sáng và xóa bỏ mọi dấu vết của hành động trong quá khứ. Thế giới này có màu trắng tinh khiết nhất, cuối cùng sẽ được sơn bởi màu sắc được cung cấp bởi kinh nghiệm và lựa chọn cuộc sống của mình, màu của sự tăng cường các quá trình phản chiếu, sáng tạo và thức tỉnh. 3. Phật độ mệnh của Quý Mão 1963. Quý bạn nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo Phật bản mệnh. Những vật phẩm này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân Quý Mão, gia tăng sự may mắn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Tuổi Quý Mão 1963 được Phật Văn Thù Bồ Tát hộ mệnh, mang mặt Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát bên mình, tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên, tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Quý Mão 1963, mệnh kim, nên chọn mặt Phật làm từ bạc hành kim là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá mã não trắng hành kim. Quý vị thân mến, tuổi Quý Mão 1963 đang đứng bên kia sườn dốc cuộc đời,
nhất định có 3 đại kỵ nên đề phòng để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc. 1. Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khỏe, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình. 2. Lúc về già mình nên quan tâm đến bản thân mình. Sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn và thích thì làm, ai nói sao mặc kệ, vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình. 3. Lúc về già mình sẽ sống gần con mà không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với vợ, chồng, nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình hỗ trợ, quyết không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau một lần vào ngày cuối tuần là đủ. 4. Lúc về già, rất già, nên đặt một chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào đó, tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm, để được chăm sóc y tế tốt và có nhiều cơ hội vui chơi bên bạn đồng trang lứa. 5. Lúc về già nên và chỉ nói hai chữ ngày xưa, đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm với bạn đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. Với tụi trẻ chỉ nói ngày mai và chỉ trả lời khi chúng hỏi, về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ. Có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống, quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già. Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó, đó cũng là một sự giải thoát, chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt. 6. Lúc về già, mình sẽ dành thời gian đi tham quan những vùng đất mà chưa bao giờ đặt chân đến. 7. Lúc về già mình phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với ông sư khổ hạnh, cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. 8. Lúc về già đừng bao giờ đến cơ quan cũ, nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng vào những dịp đặc biệt. 9. Lúc về già cần hiểu rõ, hạnh phúc do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống. Mình phải tự tìm lấy hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng. Tiền không phải là tất cả, nhưng không phải không là gì, đừng quá coi trọng đồng tiền. Càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi, nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn, tự tại thì đáng lắm chứ. Người không biết kiếm tiền, biết tiêu tiền, làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó. Cha mẹ yêu con là vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn, con ốm cha mẹ buồn lo, cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ, nhà cha mẹ là nhà con, không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, mình phải coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, mà không mong báo đáp, chờ báo đáp là tự làm khổ mình. Ốm đau trông cậy ai, trông cậy con ư, nếu ốm dai dẳng, chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu, trông vào bạn đời ư, người ta lo cho bản thân còn chưa xong. Có muốn đỡ đần cũng không làm nổi, vậy nên cần chuẩn bị tài chính để sẵn sàng thuê người chăm sóc để con cái đỡ vất vả vì mình. Người ngu gây bệnh, hút thuốc, say rượu, tham ăn, tham uống, người dốt chờ bệnh, ốm đau mới đi khám chữa bệnh, người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống. Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh, tất cả đều là muộn, chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy. Tư duy tích cực là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy lạc quan để thiết kế cuộc sống tuổi già, sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị. Tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già, chóng chết. Hoàn toàn khỏe mạnh là thân thể, tâm lý và đạo đức đều khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp. Đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu. 10. Lúc về già mình sẽ thực hiện 3 quên, 4 có, 5 không và 6 vị bác sĩ. 3 quên. 1. Quên mình tuổi đã già, sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì. 2. Là bệnh tật quên đi, cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm. 3. Quên thù hận cho xong, ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi. 4 có. 1. Nên có một gia đình, vì không ôm ép người khinh lẽ thường,
2. Cần phải có nhà riêng, đói no cũng chẳng làm phiền dâu con. 3. Là chung mục ngân hàng, ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già. 4. Cần có bạn gần xa, tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên. 5.01. Không vô cớ bán nhà, dọn vào chung trạ la cà với con. 2. Không nhận cháu để trông, nhớ thì thăm hỏi bà, ông, cháu mừng. 3. Không cố gắng ở chung, tiếng chì tiếng bấc khó lòng tránh lâu. 4. Không từ chối yêu cầu, ít nhiều quà cáp con dâu cho mình. 5. Không can thiệp nhiệt tình, đời tư hay việc riêng phần của con. 6. Vị bác sĩ tốt nhất trong đời, ánh nắng mặt trời, nghỉ ngơi, thể dục, ăn uống điều độ, tự tin, bạn bè, cuối cùng luôn xác định tư tưởng, sinh, bệnh, lão, tử là quy luật ở đời. Không chống lại được, khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi, cốt sao sống đàng hoàng để không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.